hồ cá biển vào ban ngày sẽ đẹp như thế này vậy thì ban đêm sẽ ra sao hãy cùng mình đi xem nha bây giờ thì khoảng tầm 11 giờ tối mình sẽ xem hồ nemo nha nemo thì nó sẽ bu lại con quỳ và ngủ ở ngoài tự nhiên thì con quỳ sẽ là ngôi nhà bảo vệ tụi nemo này nhưng mà con quỳ còn nhỏ quá không đủ chỗ chứa luôn rồi nè tiếp theo sẽ là hồ ở dưới nha còn Mao tiên á thì mình thấy nó ban đêm nó sẽ hoạt động nhiều hơn là ban ngày ban đêm nó còn bơi chứ ban ngày thấy núp ở một chỗ à còn tụi nẻ điện mặt khỉ và bích á thì nó sẽ núp sau các cục đá để ngủ còn trên đây là tụi khoan cổ và domino Tụi nó sẽ bu lại một chỗ Nhưng mà có cái hay là con domino nha Và ban đêm nó sẽ màu nó rất là nhạt luôn Nó không có đậm như ban ngày Ban đêm thì tụi ốc mặt trăng này mới bò ra ngoài hoạt động Chứ ban ngày là nó trốn trong các khe đá Rất là khó kiếm luôn Con này là ốc mượn hồn Còn bên đây là ốc mặt trăng nữa nè Nhưng mà say to hơn Bây giờ hãy cùng mình đi xem hồ chính và hồ dưỡng san hô nha San hô cũng là một sinh vật sống Nên nó cũng ngủ như bình thường Khi không có đèn á thì tụi nó sẽ rút lại rất là xấu luôn Chính vì vậy thì mình thường kêu khách là bật đèn 8 đến 10 tiếng một ngày thôi để cho san hô còn nghỉ ngơi. Góc này có con cà chua và con quỳ nè, tụi nó đang ngủ đó. Con cà chua thì nằm gọn trong con quỳ luôn. Mình thấy cà chua nằm quỳ còn nhiều hơn Nemo nữa. Nemo nhầm con nó không nằm luôn đó. Còn dưới nền cát là con đĩa bay và ban đêm thì các clip nó sẽ dài hơn ban ngày. Cành dưa cũng bung ra hơn đó nè, tại vì cành dưa thì không thích ánh sáng mạnh. Mình có một con sò xanh nè, con này thì rất là đẹp luôn, nó còn tác dụng lọc nước nữa bên góc chỗ cái luồng á thì mình có bụi cỏ bụi cỏ thì ban đêm mình thấy nó vẫn bung bình thường chứ không có co lại mấy con sọ thì rút ngắn vào trong còn con búa và con mè thì còn tiết tẹo luôn nè các bulip con diêm thì cũng ngắn lại nói chung là hồ về ban đêm thì rất là xấu luôn hồ cái bên thì cũng có một con cà chua và con quỳ nè con quỳ này là mẹ của con quỳ bên kia mấy con chén đá thì ban đêm mình thấy cái miệng nó sẽ to hơn ban ngày còn dưới này là hồ dưỡng san hô mọi người có thể thấy là hầu như hết san hô đều co lại và nó không có màu sắc màu sắc san hô phụ thuộc rất nhiều vào đèn luôn có một con óc mặt trăng nó đang chơi đu quay nè, nó bám lên cái tàu sống nãy giờ mình nghĩ là cũng nửa tiếng rồi đó, nó chưa bò đi luôn á. Ban đêm thì bông thục vẫn nở nha. Còn đây là san hô sọ nè, khi mọi người đụng vô hoặc là vào ban đêm nó sẽ co lại như thế này. Khi mới thả san hô vào hồ mới thì cũng xấu như vậy luôn đó. Nó cần phải thích nghi với môi trường mới và cần một cái đèn phù hợp để cho nó bung hết cỡ nha.